Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của Milky Way, thiên hà quê hương của hệ mặt trời, đã in sâu vào tâm trí chúng ta và đôi khi len lỏi trong những giấc mơ của những người yêu thiên văn học. Trái đất là cư dân nằm trong cánh tay xoắn ốc Orion, một trong bốn cánh tay xoắn ốc khổng lồ của dải ngân hà. Tuy nhiên, khung cảnh thơ mộng ấy không thể tồn tại mãi mãi. Các nhà khoa học đã tính toán được rằng, khoảng vài tỷ năm nữa, thiên hà của chúng ta sẽ có cuộc va chạm và sát nhập kinh hoàng với thiên hà tiên nữ Andromeda. Hai thiên hà sẽ hợp nhất tạo ra một thiên hà elip mới, và người ta đã đặt sẵn cho nó cái tên sau khi sát nhập là thiên hà Micromeda. Khi đó, số phận của hệ mặt trời và trái đất sẽ đứng trên bờ vực thẳm. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây có thể là tin vui cho những ai đang sợ hãi, bởi có vẻ như xác suất va chạm của hai thiên hà đã giảm xuống đáng kể, cơ hội là 50-50. Nghĩa là cũng có thể hai thiên hà sẽ chỉ lướt qua nhau mà không xảy ra va chạm. Nhưng tại sao lại như vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá. Vũ trụ mà chúng ta biết có khoảng 2.000 tỷ thiên hà, và thiên hà Milky Way chỉ là một trong số đó. Thiên hà Milky Way, nơi mà chúng ta thuộc về, thuộc nhóm các thiên hà địa phương. Đây là sơ đồ vị trí tương đối của các thiên hà thuộc nhóm thiên hà địa phương. Cụm thiên hà địa phương là tập hợp của rất nhiều thiên hà khác nhau, bao gồm dải ngân hà, thiên hà tiên nữ M31, đám mây Magellan lớn, đám mây Magellan nhỏ, thiên hà tam giác M33, thiên hà NGC-147, NGC-185 hay NGC-3109, v.v. Không ai biết chính xác số lượng thiên hà có trong nhóm thiên hà địa phương vì một số bị dải ngân hà che khuất. Nhưng có ít nhất 80 thiên hà đã được biết đến. Hầu hết chúng là các thiên hà lùn, tức những thiên hà nhỏ với số lượng ngôi sao thấp từ 1.000 đến vài tỷ ngôi sao. Nhóm thiên hà địa phương có đường kính khoảng 3 megaparsec. Trong đó, 1 megaparsec tương đương 3,26 triệu năm ánh sáng. Do vậy, đường kính của nhóm thiên hà địa phương là khoảng 10 triệu năm ánh sáng. Nếu khéo tưởng tượng, bạn sẽ nhận ra, nhóm địa phương tập hợp lại thành hình dạng của một quả tạ. Dải ngân hà và các thiên hà vệ tinh của nó tạo thành một thùy, và thiên hà Andromeda cùng các thiên hà vệ tinh của nó tạo ra thủy còn lại. Thiên hà Andromeda, hay còn gọi là thiên hà tiên nữ hoặc đối tượng M31, là thiên hà lớn nhất trong nhóm thiên hà địa phương. Nó có đường kính khoảng 152.000 năm ánh sáng và cách trái đất khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng. Nghĩa là ánh sáng của thiên hà tiên nữ sẽ mất 2,5 triệu năm mới đến được trái đất. Còn thiên hà Milky Way hay dải ngân hà của chúng ta là thiên hà lớn thứ hai trong nhóm địa phương. Nó có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Trong đó, hệ mặt trời đang nằm ở rìa bên trong của cánh tay xoắn ốc Orion, cách trung tâm của dải ngân hà khoảng 27.000 năm ánh sáng. Nhóm thiên hà địa phương đã duy trì trật tự ổn định như vậy hàng tỷ năm qua. Nhưng tương lai của chúng là vấn đề đang đặt ra nhiều tranh cãi. Hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng, trong khoảng 4 đến 5 tỷ năm nữa, thiên hà Milky Way và thiên hà tiên nữ sẽ xảy ra va chạm. Các tính toán cho thấy, thiên hà tiên nữ Andromeda đang lao về phía dải ngân hà với tốc độ khoảng 110 km mỗi giây, tương đương 400.000 km trên giờ. Các nhà khoa học tin rằng, sớm muộn, vụ va chạm sát nhập giữa hai thiên hà sẽ xảy ra. Sau nhiều năm phân tích dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Hubble, vào tháng 6 năm 2012, NASA tuyên bố thiên hà Andromeda đang di chuyển về phía đông nam trên bầu trời với tốc độ 0,1 milisecond mỗi năm, tức gần 200 km trên giây. Họ cũng tính đến chuyển động của mặt trời, vận tốc tiếp tuyến của Andromeda so với dải ngân hà, được phát hiện nhỏ hơn nhiều so với tốc độ tiếp cận.
nên NASA kết luận rằng trong khoảng từ 4 đến 5 tỷ năm nữa, hai thiên hà sẽ sát nhập và hợp nhất. Cuộc đụng độ giữa hai thủ lĩnh của nhóm địa phương sẽ khiến các hành tinh và ngôi sao của hai thiên hà lao vào nhau, tạo ra một thiên hà mới có dạng hình ellipse. Người ta đã hào hứng đặt sẵn cho nó cái tên mới là Micromeda. Đây là cái tên được ghép bởi thiên hà Milky Way và thiên hà Andromeda. Các nhà khoa học còn cảnh báo, có khả năng nhỏ là mặt trời của chúng ta sẽ va chạm với một ngôi sao khác. Điều này có thể làm xáo trộn các hành tinh trong hệ. Trái đất có thể bị đẩy rời khỏi khu vực có thể sinh sống của mặt trời. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đưa ra một dự đoán mới cho rằng khả năng hai thiên hà va chạm là 50-50, nghĩa là có 50% cơ hội không xảy ra va chạm. Thay vì chắc chắn va chạm như các nhận định trước, thì 50% có nghĩa là xác suất va chạm đã giảm xuống một nửa. Điều này đang khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt. Vậy điều gì đã làm thay đổi cuộc chơi? Đó là yếu tố nhiễu đến từ các thiên hà vệ tinh lân cận. Nghiên cứu mới được thực hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đến từ Đại học Durham. Họ sử dụng dữ liệu của cả kính viễn vọng không gian Hubble của NASA và kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu chuyển động của nhiều ngôi sao khác nhau trong thiên hà Andromeda để đánh giá chuyển động của nó một cách chính xác. Trong bài báo của mình, các nhà khoa học chia sẻ, người ta thường tin rằng dải ngân hà của chúng ta đang trên đường va chạm với thiên hà lân cận, dự đoán sẽ xảy ra trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Nhưng không có gì chắc chắn về việc hai thiên hà sẽ xảy ra va chạm. Nhóm nghiên cứu cho rằng, ảnh hưởng hấp dẫn mạnh mẽ từ các thiên hà vệ tinh xung quanh thiên hà Andromeda và thiên hà Milky Way có thể làm thay đổi hướng di chuyển của chúng. Như chúng ta đã biết, dải ngân hà và thiên hà tiên nữ, mỗi thiên hà đều có hệ thống thiên hà vệ tinh riêng biệt. Trong đó, dải ngân hà có khoảng 60 thiên hà vệ tinh đã được xác nhận, còn thiên hà tiên nữ với khoảng 40 thành viên. Người ta tin rằng, mỗi nhóm bị khóa hấp dẫn với thiên hà mẹ của chúng và hai cụm đang di chuyển về phía nhau. Đám mây Magellan lớn là vệ tinh nổi bật của dải ngân hà. Trong khi đó, thiên hà tam giác M33 là thiên hà lớn thứ ba của nhóm địa phương. Thiên hà này không được xác nhận thuộc vệ tinh của thiên hà nào. Khả năng nó chỉ là một vị khách liên thiên hà dừng chân ở khu phố của chúng ta. Cả hai thiên hà M33 và đám mây Magellan lớn đều đủ lớn và quay theo chuyển động phù hợp, có thể làm chệch hướng của hai thiên hà mẹ. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng, có khoảng 50% không xảy ra va chạm. Và nếu xảy ra va chạm, thời khắc đó ít nhất cũng khoảng 10 tỷ năm nữa. Các nhà khoa học cho biết thêm, chúng tôi thấy rằng các thiên hà thành viên như M33 và đám mây Magellan lớn ảnh hưởng rõ rệt và triệt để đến quỹ đạo của dải ngân hà và thiên hà tiên nữ. Những bất định về vị trí, chuyển động và khối lượng hiện tại của tất cả các thiên hà tạo ra chỗ cho những kết quả khác biệt đáng kể. Nếu hai thiên hà không va chạm, hệ mặt trời của chúng ta sẽ không có gì xáo trộn. Tuy nhiên, vào thời điểm 4,5 đến 5 tỷ năm nữa, mặt trời của chúng ta không còn giống như hiện tại. Thay vào đó, nó cạn kiệt hydro ở trong lõi, lớp vỏ ngoài phình ra thành một sao khổng lồ đỏ, đứng trước bờ vực của sự sụp đổ lõi tạo thành sao lùn trắng. Nhiều tính toán cho thấy, có khả năng trái đất sẽ bị nhấn chìm khi lớp vỏ ngoài của mặt trời phình lên thành một sao khổng lồ đỏ. Và đương nhiên, nếu thời khắc đó xảy ra, sự sống trên trái đất cũng đã không còn. Bởi nhiều nghiên cứu cho thấy, sự sống trên hành tinh của chúng ta có thể chỉ tồn tại trong khoảng 1 tỷ năm nữa mà thôi. Khi đó, hành tinh sẽ trở nên thiếu oxy và sự sống dần xóa sổ. Vì vậy, có lẽ chẳng ai có thể tồn tại để chờ đến 4 hoặc 5 tỷ năm nữa để chứng kiến cái kết giữa hai thiên hà lớn nhất nhóm địa phương. Do đó, việc chúng có thể sát nhập hoặc chỉ lướt qua nhau một cách thân thiện và không có gì khủng khiếp xảy ra cũng không còn nhiều ý nghĩa, bởi vì không ai có thể chứng kiến được điều đó, trừ khi con người có đủ trình độ di cư đến những khu vực khác sinh sống trước khi sự sống trên trái đất bị diệt vong. Những vụ va chạm và sát nhập thiên hà
là không hiếm trong vũ trụ. Một ví dụ nổi tiếng là thiên hà NGC 6052. Ban đầu, nó được xác định là một thiên hà. Nhưng khi quan sát dưới kính viễn vọng không gian Hubble và mới đây nhất là kính viễn vọng không gian James Webb đều cho thấy đây thực chất là hai thiên hà đang sát nhập. Các nhà khoa học đã đặt tên riêng cho hai thiên hà này là NGC 6052A và NGC 6052B. Chúng đang nằm cách trái đất khoảng 250 triệu năm ánh sáng. Khi hai thiên hà đang ở trong giai đoạn hợp nhất, chúng kích hoạt quá trình hình thành sao điên cuồng, gọi là các vụ bùng nổ sao. Các nhà khoa học ước tính, với ánh sáng chói phát ra từ trung tâm của vụ va chạm, tốc độ hình thành sao ở đây gấp khoảng 20 lần so với dải ngân hà của chúng ta. Nhiều nhà khoa học cho rằng, quan sát vụ sát nhập của thiên hà NGC 6052 sẽ cung cấp nhiều thông tin quý giá để dự đoán sự sát nhập của thiên hà tiên nữ và dải ngân hà. Có một điều thú vị đó là, nếu theo quy luật của vũ trụ, trong tương lai xa, không chỉ thiên hà tiên nữ và dải ngân hà của chúng ta sát nhập, mà toàn bộ nhóm thiên hà địa phương sẽ sát nhập lại với nhau, tạo ra một siêu thiên hà khổng lồ. Tuy nhiên, quá trình đó cần thời gian rất lâu, có thể nhiều hơn tuổi của vũ trụ hiện tại. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin được tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái chào tạm biệt.